Trina đã làm gì để trở thành nữ thần đa năng của làng giải trí Hàn Quốc? Trong hơn 10 năm gia nhập làng điện ảnh, Trina đã sở hữu cho mình một gia tài đồ sộ với nhiều bộ phim nổi tiếng. Không chỉ được khán giả yêu mến nhờ vẻ đẹp trong trẻo và thanh thoát, Trina còn từng bước chinh phục trái tim công chúng nhờ vào tài năng diễn xuất được trau dồi từ sự cố gắng không ngừng, mặc cho sự thể hiện của cô vẫn còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Đôi nét tiểu sử nữ diễn viên Trina. Trina sinh vào tháng 5 năm 1990 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô sống cùng bố và một chị gái hơn cô 5 tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ, niềm mơ ước trở thành một thành viên của nhóm nhạc nữ của cô đã được nuôi dưỡng khi Trina chứng kiến những màn trình diễn của nhóm nhạc đàn chị SES và quyết tâm tham gia công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment. Năm 2002, Trina chính thức gia nhập SM Entertainment sau cuộc tuyển chọn thực tập sinh với điểm số cao nhất nhờ màn trình diễn ca khúc Please của Watts. Một thực tập sinh khi được hỏi về Trina đã tiết lộ rằng: "Chỉ nhìn thấy Trina thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, chị ấy rất tốt. Chưa bao giờ tôi thấy chị ấy nặng lời với ai cả, luôn luôn nhã nhặn và hòa đồng và cười rất nhiều nữa. Trong suốt 3 năm làm thực tập sinh, chưa bao giờ tôi thấy chị ấy tức giận với bất kỳ ai. Trina là cô gái đẹp cả về nhan sắc lẫn tâm hồn." Trước khi có cơ hội ra mắt, Trina luôn lo lắng, tự ti về chất giọng của mình, nhưng cô vẫn tiếp tục kiên trì và may mắn được xuất hiện trong các MV của những tiền bối khác là Super Junior, DBSK. Năm 2007, Trina chính thức ra mắt cùng SNSD với vai trò vị trí trung tâm và là gương mặt đại diện của nhóm. Năm 2009 đánh dấu bước ngoặt lớn của SNSD khi cho ra mắt bản hit Gi, là ca khúc Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử mang về hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời cũng mang về cho nhóm danh hiệu nhóm nhạc quốc dân xứ Hàn. Kể từ sau bản hit Gi, các bài hát của SNSD liên tục thay đổi nhiều phong cách khác nhau, từ dễ thương đến trưởng thành và tạo tiếng vang lớn trong làng âm nhạc Hàn Quốc, đưa nhóm nhạc trở thành biểu tượng vươn tầm ra thế giới. SNSD giờ đây đã trở thành bức tường thành khó ai có thể vượt qua và luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời của Trina. Dù có nhiều biến cố đến với SNSD, nhưng Trina vẫn luôn chăm chỉ làm việc, hoạt động cá nhân cũng như gắn bó cùng các thành viên và góp phần giữ vững cái tên SNSD như một huyền thoại sáng mãi. Khởi đầu hoàn hảo và những nốt trầm trong sự nghiệp diễn xuất. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng những vai phụ, Trina chính thức đã chéo sân sang lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Em là định mệnh đời anh, You Are My Destiny. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của cô gái mồ côi Jang Seung-biuk, Trina thủ vai, và Kang Ho-se, Park Jae-jung thủ vai, con trai của một công ty sản xuất thiết bị nhà bếp. Với tỷ suất người xem lên tới 41,5%, bộ phim đã giúp tên tuổi của Trina được biết đến rộng rãi hơn. Em là định mệnh đời anh đã mang đến Trina giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, là nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và là nữ diễn viên được yêu mến tại lễ trao giải danh giá Baekshang. Sau cơn mưa giải thưởng từ Em là định mệnh đời anh, các nhà làm phim bắt đầu chú ý đến cái tên Am Yoon-a vào năm 2009. Cô nàng ca sĩ nhà SM quay trở lại với màn ảnh với bộ phim Anh chàng lọ lem Cinderella Man vào vai nữ chính Seo Jong-ji, là một nhà thiết kế tài năng và có chí cầu tiến, sánh vai cùng nam diễn viên kỳ cựu Kang Won Sang-woo. Công chiếu cùng thời với một loạt các bộ phim đình đám như Người thừa kế sáng giá, Brilliant Legacy, Phía đông vương địa đàng, East of Eden, hay hiện tượng châu Á Boy Over Flowers, Vườn sao băng, Anh chàng lọ lem đã không được như kỳ vọng khiến Trina cực kỳ tiếc nuối. Sau Anh chàng lọ lem, Trina tiếp tục tham gia vào hai dự án lớn là Cơn mưa tình yêu Love Brand và Thủ tướng và tôi, Prime Minister and I, nhưng lại không gặt hái được nhiều thành công như mong đợi. Đồng thời, biệt danh Bình Hoa Di Động để đánh giá nữ ca sĩ xinh đẹp đã sân sang lĩnh vực diễn xuất cũng bắt đầu gắn với Trina từ đó. Bộ phim Cơn mưa tình yêu đã được kỳ vọng trở thành bộ phim kinh điển như Bản tình ca mùa đông, Winter Sonata hay Trái tim mùa thu, Autumn in My Heart, với những khung hình nên thơ cùng cặp diễn viên chính Trina và hoàng tử châu Á Jang Yoon-suk, như lại trở thành bom xịt của năm với tình tiết quá dài và tỷ lệ người xem thấp. Một năm sau Cơn mưa tình yêu, Thủ tướng và tôi cũng phải chịu thất bại khi đụng độ siêu phẩm của năm Vì sao đưa anh tới, My Love From the Star, với sự xuất hiện của mở chảnh Jun Ji Hyun và nam diễn viên Kim Soo Hyun. Tuy có tỷ lệ người xem thấp nhưng diễn xuất chân thật và gần gũi của Trina vẫn chiếm trọn tình cảm của khán giả. Năm 2016 lại tiếp tục là một năm khởi đầu không mấy thành công của Trina khi bộ phim truyền hình Trung Quốc Võ Thần Triệu Tử Long mà cô đảm nhận vai nữ chính không được đánh giá cao bởi nhiều chỉ trích về lỗi hậu kỳ, diễn xuất, kịch bản dù có sự góp mặt của nam diễn viên đình đám Lâm Cảnh Tân. Hầu hết các tác phẩm Trina tham gia sau bộ phim đầu tay đều không thành công như mong đợi, mà chỉ nổi tiếng ở nước ngoài và diễn xuất của cô trở thành đề tài gây tranh cãi rằng ca sĩ liệu có phải chỉ dựa vào nhan sắc để diễn xuất. Bước ngoặt, mật danh ca 2 và hành trình chinh phục diễn xuất của Trina.
Sau một loạt các vai diễn mờ nhạt trước đó, Yoona quay trở lại với màn ánh hàng qua bộ phim hành động Mật Danh K2, sánh vai cùng nam diễn viên Ji Chang-wook. Mật Danh K2 là câu chuyện xoay quanh một người lính với quá khứ đau thương, Kim Ji-ha, Ji Chang-wook thủ vai, được thuê làm vệ sĩ cho Choi Joo-jin, Song Joong-ha thủ vai, vị phu nhân đầy tham vọng của một ứng cử viên tổng thống, Joo Soo-ha thủ vai, và cuộc chiến đầy quyền lực xảy ra với nhiều mưu mô thủ đoạn. Trái lại với những lời bàn tán về khả năng diễn xuất khi dự án Mật Danh K2 được công bố, Yoona đã chứng minh thực lực của bản thân khi thể hiện một vai diễn khó, ít thoại mà chỉ có thể diễn tả nội tâm thông qua ánh mắt. Chuyện tình đẹp mà trắc trở giữa cô tiểu thư và anh chàng vệ sĩ đã giúp Yoona, Ji Chang-wook trở thành cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh nhỏ năm 2016. Đồng thời, Mật Danh K2 đã mang đến cho Yoona nhiều giải thưởng khác trong sự nghiệp diễn xuất, như giải nữ diễn viên nổi tiếng nhất và nghệ sĩ châu Á dành cho hạng mục diễn viên nữ tại Asia Artist Awards. Đầu năm 2017, Yoona lần đầu ra mắt khán giả trên màn ảnh rộng với vai phụ trong bom tấn Cộng sự bất đắc dĩ, Confidential Assessment, cùng dàn diễn viên gạo cội đình đám như Hyun Bin, Joo Hye Jin, Kim Jong Hyuk. Cô đã thể hiện vai diễn một cách xuất sắc và nhận được vô số khen ngợi từ khán giả. Được đà tiến lên, Yoona tiếp tục đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình cổ trang Khi Nhà Vô Yêu, The King in Love. Sau một năm tham gia vào các chương trình giải trí, Yoona quay trở lại với màn ảnh rộng qua vai diễn trong tác phẩm Lối Thoát Trên Không, Exit. Với Lối Thoát Trên Không, Yoona đã chinh phục khán giả cùng giới phê bình nhờ những biểu cảm vô cùng đa dạng, phù hợp với màu sắc kịch tính pha lẫn hài hước của bộ phim. Cô không ngại ngần khi thể hiện những pha hành động leo trèo đầy khó khăn và cho thấy một nữ diễn viên đầy trưởng thành và sắc sảo. Lối Thoát Trên Không đã trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Hàn Quốc, khi chỉ trong ngày đầu tiên công chiếu đã thu hút được 400.000 lượt khán giả tới rạp, thu về 2,6 triệu USD, hơn 61 tỷ Việt Nam đồng, tại 1.331 phòng chiếu, vượt qua cả Chuyến Tàu Sinh Tử, Train to Busan, để trở thành phim đề tài thảm họa có lượng vé đặt sớm cao nhất tại Hàn Quốc, đồng thời đã mang về cho Yoona và đoàn làm phim nhiều giải thưởng danh giá đáng chú ý. Hiện tại, nữ diễn viên đang đảm nhận vai chính trong bộ phim Sự Yên Lặng Chết Người, Hush, cùng nam diễn viên gạo cội Hơ Quan Trung Min, với nội dung về những cuộc đấu tranh để bảo vệ đạo đức nghề nghiệp của các phóng viên báo chí. Vai diễn của Yoona trong bộ phim này đã nhận được cơn mưa lời khen khi thể hiện một cách tự nhiên vai nữ thực tập sinh đầy tham vọng. Nữ thần đa năng của làng giải trí Hàn Quốc. Gần 13 năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc, nhưng nhan sắc của Yoona vẫn không hề phai nhạt, vẫn xinh đẹp, tươi tắn và luôn có mặt trong danh sách các sao nữ đẹp nhất Hàn Quốc khi liên tục dẫn đầu các cuộc bình chọn từ năm 2011 đến 2016. Vẻ đẹp của Yoona tỏa sáng đặc biệt với đường nét thanh tú, dịu dàng, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Và theo thời gian, nét đẹp ấy lại càng thêm phần sắc sảo, mặn mà, khiến giới truyền thông và cộng đồng mạng phải suýt xoa về nữ nghệ sĩ 30 tuổi này. Nữ diễn viên còn được vinh danh là nữ hoàng quảng cáo, vì chỉ trong một năm có tới 7 lời mời đóng quảng cáo mới. Và trong năm 2017, cô là gương mặt có tần suất xuất hiện trên các bìa tạp chí danh tiếng của thế giới. Bên cạnh diễn xuất và hoạt động người mẫu, Yoona còn được biết đến là nữ ca sĩ chăm chỉ, nỗ lực với chất giọng trong veo, nhẹ nhàng, đầy nữ tính và có một màu sắc rất riêng. Năm 2019, Yoona quyết định ra mắt album đầu tay A Word to Remember như một món quà dành tặng người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng cô. Và A Word to Remember trở thành một trong những album bán chạy nhất thời điểm đó, với hơn 53.000 bản được bán ra và đứng đầu bảng xếp hạng album của ứng dụng nghe nhạc iTunes tại 8 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Yoona còn rất chăm chỉ hoạt động với nhiều vai trò khác nhau, như tham gia các chương trình thực tế hay làm MC cho các lễ trao giải cuối năm. Dù đã trở thành cái tên đầy sức hút của làng giải trí và là gương mặt quen thuộc với công chúng, Yoona vẫn luôn cố gắng làm mới, thử thách và hoàn thiện bản thân mình qua từng ngày để mang đến hình ảnh tốt đẹp nhất đến cho người hâm mộ. Nhân cách vàng của người bảo chứng sắc đẹp làng điện ảnh Hàn Quốc. Nữ thần SNSD còn là một trong những ngôi sao Hàn Quốc quyên góp từ thiện nhiều nhất, bắt đầu từ năm 2010 và trở thành ca sĩ thần tượng đầu tiên của hội Honor Society, một tổ chức tập hợp những thành viên quan tâm sâu sắc các vấn đề xã hội và đóng góp cho sự phát triển xã hội bằng cách quyên góp làm tình nguyện. Vào năm 2014, Yoona được bổ nhiệm làm đại sứ cho chiến dịch của UNICEF Judy Hero nhằm mục đích khuyến khích mỗi người hãy trở thành anh hùng cho những đứa trẻ kém may mắn trên toàn cầu. Cô cũng liên tục hoạt động từ thiện và trở thành đại sứ cho nhiều hoạt động phong trào khác nhau. Yoona là nữ nghệ sĩ duy nhất được mời đến Nhà Xanh dưới 3 đời tổng thống vì những hoạt động tích cực để phát triển và quảng bá hình ảnh Hàn Quốc cũng như những đóng góp tích cực trong công tác từ thiện. Hoạt động trong suốt gần 13 năm, Yoona là một trong số những nữ diễn viên có đời tư trong sạch. Mối tình duy nhất của cô là chàng rể Quốc Chân Lee Seung Gi vào năm 2013 và trở thành cặp đôi tiên đồng ngọc nữ xứ Hàn. Thông tin hai người chia tay vào năm 2015 do lịch trình quá bận rộn đã khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp đáng ngưỡng mộ.
từ Bình Hoa Di Động trở thành nữ diễn viên của bộ phim dẫn đầu doanh thu phòng vé, từ cô thực tập sinh muốn từ bỏ vì giọng hát lại sở hữu album với doanh thu hàng đầu, Yuna đã luôn nỗ lực không ngừng để sửa chữa những khuyết điểm và cho thấy một bản thân trở nên hoàn hảo theo từng ngày, xứng đáng với danh hiệu nữ thần vẹn toàn của làng giải trí Hàn Quốc.